Sưởng gỗ Mộc Nam Huy xin kính chào quý khách. Cảm ơn đã quay trở lại với kênh YouTube của Mộc Nam Huy. Vâng, ngày hôm nay thì Mộc Nam Huy xin trân trọng giới thiệu đến quý vị về hai chiếc bàn cúng 2 tầng được làm bằng chất liệu gỗ gõ đỏ tự nhiên 100% và chất liệu gỗ căm xe và chám gỗ gõ đỏ. Vâng, đây sẽ là hai chiếc bàn cúng đặc biệt sẽ phù hợp cho căn phòng thờ có cái diện tích và cái không gian nó nhỏ hẹp, và đặc biệt thì hai cái mẫu bàn cúng này có giá cả rất là phải chăng, rất là phù hợp đối với tất cả mọi người. Và cũng xin được báo giá luôn trước khi chi tiết về hai sản phẩm này quý vị nhé. Vâng, chiếc gỗ gõ đỏ ở phía bên tay trái màn hình có giá là 6,5 triệu, và chiếc bên phải màn hình có giá cũng chỉ là 5,5 triệu mà thôi. Vâng, giá xuất xưởng tại Mộc Nam Huy với kích thước như sau: chiều dài là 1m27, chiều cao là 1m57 và chiều sâu là 60. Cả hai chiếc đều cùng chung kích thước quý vị nhé, và thiết kế 2 tầng, một tầng to ở bên dưới với cái chiều sâu là 40 và tầng ở trên thì chiều sâu là 20 với khoảng cách chiều cao là 20 luôn. Vâng, với thiết kế thì như quý vị thấy ở cái phần giữa của cái ngăn tầng trên và ngăn tầng dưới thì được đục một bức tranh lưỡng long tranh châu, hay chúng ta có thể là gọi là song long chầu nguyệt, đó là hai con rồng, được chạm hai con rồng rất là đẹp đó, và một viên ngọc ở giữa đó. Các đường chạm khắc ở đây là toàn bộ đều là chạm khắc xim xi quý vị nhé, rất là đẹp. Và trên chất liệu gỗ gõ đỏ thì như quý vị thấy ở đây Mộc Nam Huy làm và lựa cây rất là đều, rất là sạch sẽ. Vâng, và thiết kế thì có thêm một mâm lễ quý vị nhé, có thêm một cái mâm lễ để chúng ta kéo ra kéo vô vào những ngày cúng, và có một cái ngăn hộc kéo để quý vị kéo ra để chúng ta để đồ, và cả hai cái thì đều cùng thiết kế lại như nhau. Vâng, ở đây thì được thiết kế sản phẩm thì được thiết kế là 4 chân, và dàn chân ở đây là dàn chân 7 phân, chân vuông 7 phân quý vị nhé. Trên sản phẩm gỗ gõ đỏ 100% thì sẽ là gỗ gõ đỏ hết, và tất cả các cái đường nét chạm khắc ở trên chiếc bàn cúng này thì đều là chạm khắc xin xi đó, rất là đẹp, chất liệu trên một chiếc chất liệu gỗ gõ đỏ 100%. Vâng, giá thì rất là tuyệt vời thưa quý vị, chỉ có 6,5 triệu thôi. Và cái diện tích để lặp lại quý vị là chiều dài là 1m27 và chiều cao từ đất lên là 1m47, sâu 60. Đó, rất là đẹp và rất là phù hợp cho diện tích hẹp quý vị nhé. Và chiếc ở bên tay phải màn hình là chất liệu gỗ khung cam xe, và trừ những tấm chám và những tấm mặt được làm bằng chất liệu gỗ gõ đỏ. Vâng, và sản phẩm thì được bán theo với cái giá của cam xe quý vị nhé. Vâng, với chất cây cam xe thì luôn luôn là cây màu nó sẽ đậm hơn cái màu gõ đỏ một chút, và cái độ vân của nó thì nó sẽ ít hơn. Cái thớ của cái cây gỗ căm xe thì luôn luôn nó chỉ có suông thôi, nó rất là ít vân. Nó khác với cái sớ của cái chất liệu gỗ gõ đỏ quý vị nhé. Cái sớ của gỗ gõ đỏ thì luôn luôn là bông vân nó nhiều hơn. Đó. Vâng, chung kích thước và khác nhau giá cả, chênh lệch nhau là 1 triệu đồng. Và quý vị chọn cái sản phẩm nào thì cũng rất là tốt và cũng rất là phù hợp. Vì đây là cái mức giá mà bên Mộc Nam Huy chúng tôi sản xuất và bán ra cho quý vị nhé. Rất là yên tâm. 6,5 triệu, 5,5 triệu. Vâng, rất là đẹp. Vâng, chiếc 5,5 triệu thì cũng được đục một bức tranh song long chầu nguyệt, hay cũng có thể gọi là lưỡng long tranh châu, rất là đẹp. Và cũng có ngăn mâm lễ quý vị nhé, cũng có mâm lễ kéo ra. Và đây thì chậm tấm mặt thì được làm bằng chất liệu gỗ gõ đỏ luôn. Đó, rất là đẹp. Cũng có hộc kéo như nhau, hai tiêu chuẩn như nhau. Đó, rất là đẹp và rất là sạch sẽ. Vâng, quý vị có nhu cầu thì xin liên hệ ngay qua hai số điện thoại là 0948 086 889 và một số nữa là 0961 989 990. Vâng, ngoài ra quý vị có thể yêu cầu Mộc Nam Huy làm kích thước dài hơn, có cỡ là 1m47 nữa quý vị nhé, và một cỡ ngắn hơn là 1m07. Vâng, thì cũng xin báo giá luôn, ở cái cỡ 1m47 thì trên mỗi sản phẩm thì giá sẽ cao hơn là 2 triệu. Vâng, xin được cảm ơn tất cả quý vị đã dành thời gian theo dõi video này của Mộc Nam Huy. Nếu như còn thiếu thông tin gì xin quý vị cứ để lại bình luận ở bên dưới, Mộc Nam Huy sẽ trả lời, giải đáp những thắc mắc cho tất cả quý vị. Và nếu như quý vị có góp ý cho sản phẩm thì cũng xin để lại bình luận ở bên dưới.
Vâng, đây sẽ là hai sản phẩm mà Mộc Nam Huy làm ở trong phân khúc bình dân, giá bình dân và ở trong cái cỡ nhỏ quý vị nhé, phù hợp cho những phòng thờ có diện tích nhỏ hẹp. Vâng, xin chào và xin hẹn gặp lại tất cả quý vị trong các video tiếp theo của Mộc Nam Huy.